Làm được chưa? Nào, làm lại nha. Ok, rồi. Lưỡi nào. Đó, cuộn lưỡi lên. Rồi, bây giờ tròn miệng lại nhá. Tròn miệng, cong lưỡi. Chữ đầu tiên chúng ta không bật hơi nha. Nào, chữ ZH. Đúng, chính xác. Làm. Ok, đọc cùng em nào. Cơ ngủ niệm. Chữ. 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 Chữ, 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 chữ. Hãy tạm nghĩ đến chữ TR trong tiếng Việt, nhưng khẩu hình và lưỡi sẽ phải cong hơn một chút. Nào, khẩu hình thì tròn rồi, lưỡi cong nhá. Chữ, chữ. Tương tự nhé. Đây là một âm không bật hơi. Chúng ta nhớ hít. Gồng bụng lên. Gồng bụng lên trong quá trình đọc nhá. Gồng bụng lên. Gồng bụng lên cho nó nhỏ bụng lại nào. Chữ, chữ. Nhớ gồng bụng lên, hít nào. Chư, 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 chư. Ok, hắn học rất tốt. Chữ số 2, CH. Trong nhóm này của chúng ta có CH và SH là hai chữ ở giữa sẽ bật hơi. Vậy thì bật hơi à? Hít. Dồn hết toàn bộ hơi ra nha. Hít, sau đó là dồn hết toàn bộ hơi ra nha. Đó, tròn miệng cong lưỡi bật hơi nha. Tròn miệng cong lưỡi bật hơi. Ok, rồi. Làm lại nào. Cái âm phía sau là âm ư, tương tự như là ZH. Đầu tiên nhá, ZH này. Ch, 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 ch. Cái nút. Ch, ch, ch. Cái lúc mà giao tiếp nói chuyện thì nó không bị lố như thế này. Nhưng hiện tại chúng ta luyện âm thì chúng ta cố gắng nhìn khẩu hình của em. Và khi nói nhanh ấy, thì nó sẽ đỡ hơn nha. Bắt đầu này. Ch, ch, ch. Rồi, CH này. Ch, đó. Ch, 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 ch. Nếu các bạn cảm thấy quá khó khăn mà không tưởng tượng được, các bạn hãy nhớ đến từ CH trong tiếng Việt. Kiểu như mình nói con chó đấy. Con chó thì mình sẽ nói là con chó. Nói bằng kiểu bật hơi như thế này. Chó, kiểu vậy. Con chó. Chó, chó, chó. Đó, chó, con chó. Thì bây giờ chúng ta quay trở lại với âm này nhé. Ch, 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 ch. Trong tiếng Trung có một từ đó là ăn cơm. Chư phạn, chư phạn, chư phạn, chư phạn. Ch, ch. Nói dần rồi nó sẽ quen. Tập lại nào. Ch, 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 ch. Đọc lại ZH nhá. Chư, gồng bụng, không bật hơi. Chư, chư, chư. CH nha. Đọc CH. Chư, 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 chư. Chúng ta đến với âm tiếp theo, SH. Khác với chữ CH thì đây là chữ sở. Vậy thì chúng ta đọc như nào? Sh, đó. Sh, sh. Âm này cực kỳ dùng nhiều nha. Nào. Sh. Sho, 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 sho. Sán móc. Shuo, nói. Sán móc, cái gì? Shuo, sán móc. Shuo, sán móc. Nì, 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 shuo, sán móc. Bạn nói gì? Bạn nói cái gì? Nǐ shuò shěnme? Nǐ shuò shěnme? Nǐ shuò shěnme? Vậy, để nói được từ này, chúng ta tròn miệng. Cong lưỡi. Bật hơi. Sh. Sh. Chữ sờ nha. Sh. Ok, đọc lại cùng em nào. Sh. Âm phía sau là âm ư nha. Sh. 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 Dễ dàng. Rất tốt. Ok. Âm tiếp theo là chữ R nhưng mà phải tròn miệng, cong lưỡi, không bật hơi. Mình không đọc giống tiếng Việt nhé. Tròn miệng này. R, 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 R. Không bật hơi thì làm gì? Hít. Gồng bụng lên. R, đó. Nín hơi ở bên trong. R, R. Tròn miệng nhé. R. Rồi, chúng ta đọc lại tổng kết 4 âm này.
ZH CH 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 NH SH R R OK. Làm lại một đợt nữa nha. CH CH SH R OK. 再说一遍 Nói lại một lần nữa. Chứ 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 OK, very good. Hẳn hảo. Sao lại ý biết? Chứ 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 Phi chẳng hảo. Hẳn bọc. Chúng ta vừa hoàn thành rất tốt cụm âm dài bao gồm ZH, CH, SH và ER. Bây giờ chúng ta đến với phần âm ngắn bao gồm chữ Z, C và chữ S. Âm này chúng ta lưu ý toàn bộ cụm sẽ có khẩu hình như sau. Răng dưới đưa ra ngoài. Chúng ta sẽ nhìn cô phát âm chữ Z. Đưa răng dưới ra và nói chữ chờ. Tư. Rất nhiều bạn hay nhầm sang chữ dư, không phải nha, nó là chữ chờ hàm dưới. Tư. 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 Ví dụ zai. Zai, âm phía sau của nó là âm ai. Ai. Zai. 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 Đó là chữ chờ hàm dưới nha. Nếu như thêm thanh 4, chúng ta có từ zai. Nǐ. Zai. Nǎ. Nǐ. Zài nó, bạn ở đâu? Nǐ zài nó. Nǐ zài nó. Nhớ nha, chữ chờ hàng dưới. Zài, thanh 4 nha. Zài, đó. Một chút nữa chúng ta sẽ học thanh sau. Zài, đọc mạnh xuống nha. Nǐ zài nó. Nǐ zài nó. Đấy là khẩu hình của chữ Z. Chữ chờ. Đưa răng dưới ra. Đó. Giờ tư. 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 Đây là âm không bật hơi. Vậy chúng ta nhớ là hít gồng bụng lên. Tư. 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 Rồi, rất tốt. Chữ tiếp theo của chúng ta là chữ C. Chữ C là bật hơi nha. Nó đứng ở giữa trong cụm này. Và chúng ta bật hơi. Hít. Đưa hàm dưới ra và có bật hơi nha. Đó. Đó. Làm hơi ở dưới răng dưới nha. Rất tốt. Ví dụ bạn nào tên là Thảo, cô sẽ đọc như này. Ao. Ao. Kết hợp với thanh 3, nó giống giống sắc trong tiếng Việt, nó sẽ đọc là Thảo. 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 A Thảo. A Thảo. Ví dụ như lau chùi một cái gì đó, chúng ta có chữ C A đọc là cha 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 cha. Đó, khẩu hình nha. Đưa cái răng dưới ra và đọc cái chữ chờ bật hơi, đọc bằng âm gió cha 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 cha. Sổ. Sổ là tay. Cha sổ. Sổ là SH. Đó, SH nè. Cho miệng, cong lưỡi, bật hơi. Sǒu. Cà sǒu. Cà sǒu. Cà sǒu. Cà sǒu. Cà sǒu. Cà. Cǎo. Cà. Cǎo. OK, hẳn hảo, rất tốt. Chúng ta lấy một ví dụ nữa nhé. Chông. Chông. Âm phía sau là âm ung nha. Chong. Chong mẹ. Chong mẹ. Chong mẹ. Chong mẹ. Thông minh. Chong. Chong. Chong mẹ. Chong mẹ. Chong mẹ. Chong mẹ. Chong mẹ. Chong mẹ. Đọc ngắn nha. Sẽ có những âm là âm ngắn thì chúng ta đọc một nửa và đọc nhẹ nha. Chong mẹ. Chong mẹ. Hơi khó nha. Chong mẹ, chong mẹ, nghe kỹ nha. Chong mẹ, chong mẹ, chong mẹ. Ta hẳn chong mẹ. Ta hẳn chong mẹ.